Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng chừng 8 giờ tối giờ Cali thì hôm nay là ngày 11 tháng 8. Ở Việt Nam Canada đã bước qua là ngày thứ sáu, ngày 12 tháng 8 rồi và chúng ta đã một ngày sau khi mà có cái thông tin liên quan đến CPI hôm qua và chúng ta cũng đã nhớ là giá cà phê cũng khá là mạnh. À, phần lớn là chúng ta thấy là thị trường crypto phấn mạnh mà thôi chứ còn thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thì nói chung cũng không có nhiều cái sự phản ứng nhưng mà hôm nay đây thì ra sao các bạn thấy được là sau một ngày có thông tin CPI đó thì nói chung chúng ta nhìn vào những chỉ số liên quan đến chứng khoán Hoa Kỳ đó cũng không có sự thay đổi nhiều. Chúng ta thấy là chỉ số Nasdaq đó thì xuống 0.58%, chỉ số S&P 500 à, thì không có thay đổi nhiều xuống 0.07 và chỉ số Dow Jones thì tăng 0.08 mà thôi không phải một ngày gì quá đặc biệt liên quan đến những cái chỉ số này còn về pre-market thì sao? Những thị trường hợp đồng tương lai đó chúng ta thấy bây giờ đã cũng xanh một chút. Nói chung không có phải là cái sự dòng lớn lắm. Chúng ta thấy được là Dow Future sẽ chỉ tăng có 0.05, S&P Future sẽ tăng 0.09 và Nasdaq Future tăng 0.16 mà thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn vào dầu đó thì dầu lại tăng thêm một chút nữa. Chúng ta thấy được là vẫn như 100 đô nhưng mà hợp đồng dầu bây giờ đó là mức gần như 94 đô cho một thùng dầu. Còn về vàng thì sao? Vàng thì các bạn thấy được là cũng không có sự thay đổi nhiều. Ở mức là 1803 đô cho một ounce vàng. Crypto thì sao? Crypto đó chúng ta nói riêng về BTC. Bây giờ vẫn trên 24.000 đô. À, cả ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy được đã có lúc đạt được cái đỉnh cao là gần như 25.000 đô là 24.920 nhưng mà sau đó đó chúng ta đã thấy à, có một sự điều chỉnh cho xuống. Bây giờ thì vẫn trên 24.000 đô. Lúc nào video này là 24.076. Thì chúng ta nhìn chung thị trường crypto đến những đồng lớn thì cũng không có sự thay đổi nhiều giống như là chứng khoán gì đó Các bạn thấy được là Bitcoin thì xuống 1%, Ethereum thật ra tăng 1,2% à, Chúng ta lại có thông tin mới liên quan tới Ethereum thì muốn chia sẻ với các bạn à, Những đồng khác đó, thì chúng ta thấy là BNB thì xuống 2%, XRP xuống 1%, Cardano xuống 1,4% Nói chung không bao giờ là quá đặc biệt khi nhìn vào à, top 10 này, nói chung thì giá cả cũng tương tự như ngày hôm qua mà thôi À, trong vòng 24 giờ qua đây chúng ta thấy đồng tăng nhiều nhất là Ethereum Classic đồng ETC thì à, một số người nói là lý do tại vì chúng ta thấy những thời đạo bây giờ có thể họ sẽ chuyển qua để mà ủng hộ Ethereum Classic tại vì à, chúng ta đã biết là Ethereum sắp sửa chuyển qua hệ thống Proof of Stake hệ thống cổ phần và bây giờ chúng ta đã có một cái ngày cụ thể hơn tôi sẽ chia sẻ với các bạn và khi mà điều đó xảy ra ra những thời đạo sẽ có ba lựa chọn thứ nhất là họ sẽ hard fork có nghĩa là họ sẽ không đồng ý chuyển qua proof stake họ sẽ tự hard fork ra đồng mới hay là họ có thể dùng cái tốc độ của mình để mà tham gia vào đào team classic à, đây là một cái kết quả nó có khả năng cao hơn tại vì team classic đã có sẵn hệ sinh thái rồi và có sẵn cộng đồng cho nên tham gia vào có thể là có lợi hơn đối với họ hoặc là họ có thể dùng tốc độ đào của mình để mà ủng hộ một đồng có chế độ đào khác đó là ba cái kết quả chúng ta có thể thấy được đến từ thời đào cho nên nhiều người bây giờ đã vẫn nghiêng về là cái phương án thời đào sẽ chuyển qua để mà đào Ethereum Classic. Đây là lý do tại sao mà chúng ta thấy gần đây nhiều người quan tâm đến Ethereum Classic hơn. Ngoại trừ Ethereum Classic ra cũng không có đồng nào gọi là tăng trưởng mạnh đâu. Còn việc xuống nhiều thì các bạn thấy được là cũng không đồng nào, nào gọi là xuống nhiều hết. Ngày hôm nay đây cũng có một số những thông tin Thùng chuẩn bị sẵn để mà chia sẻ với các bạn. Và ngày mai đó có thể là Thùng sẽ không có chia sẻ video tại vì tối mai thường bận một số công việc. Nhưng mà chúng ta thấy là thị trường crypto này đó nói riêng và thị trường tài chính nói chung đó, là người ta có cái trí nhớ rất là kém các bạn thấy được là cái tâm lý đã thay đổi liên tục luôn chúng ta đã thấy được là cách đây chỉ có hai ba tuần đó, thì mọi người đều rất bearish thì hôm nay mọi người lại bullish hơn mọi người đã lạc quan hơn các bạn đã thấy trên màn hình đó, thường chia sẻ là chỉ số lạm phát CPI 8.5% hồi tháng 3 đó thì mọi người quảng hốt nói là chạy đi Chơi sập rồi nhưng mà ngày hôm qua chúng ta nhận được chỉ số CPI là 8.5% à, Thì mọi người là cực kỳ lạc quan, các bạn đã thấy là crypto đã pump như thế nào ngày hôm qua rồi Cho nên à, tâm lý thị trường này đã rất là dễ thay đổi Trong vòng một tuần thôi là hoàn toàn có thể thay đổi, bây giờ chúng ta thì được nhiều người đã vẽ à, biểu đồ nói là chúng ta sẽ Đạt được 30.000 đô 50.000 đô thậm chí nhiều người nói là chúng ta có thể đạt được là all time high Đỉnh cao của năm nay Trong khi cách đây chỉ có hai tuần thôi mọi người đều vẽ biểu đồ bitcoin sẽ xuống 10.000 đô, 5.000 đô. Các bạn thấy là tâm lý đó là cái sự khác biệt trong thị trường này ai bạn lấy được tâm lý đó thì người đó sẽ có được cái sự thành công trong cái việc đầu tư của mình không chỉ riêng ở trong crypto mà trong tất cả lĩnh vực đầu tư. Tại vì chúng ta thấy được là nói chung thì tình hình giữa bây giờ với là hai tuần trước đó, về các phương diện là phân tích căn bản thì không gì khác biệt hết tất cả đều cũng gì mà thôi nhưng mà tâm lý đã thay đổi rồi và cho dù chúng ta thấy được là gần đây đó có nhiều cái uh, sự lạc quan hơn nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ thấy thị trường tăng trưởng mạnh từ đây. À, các bạn đã biết đó là Michael Berry, đây là một trong uh, những người ngoài đời thật đó. mà những bạn nào mà xem uh, bộ phim The Big Short thì uh, trong bộ phim đó, đó nhân vật chính là Michael Berry, nhưng mà người này là người ngoài đời thật thì uh, đây là một trong những người mà rất là bearish hiện tại thì người này đó nói là bây giờ đó Nasdaq mới vừa tăng một chút mà thôi thì mọi người nói là bull market tại vì Nasdaq đã tăng 20% từ cái mức thấp nhất nhưng mà Michael Berry muốn nhắc nhở mọi người đó là sau năm 2000 chỉ số Nasdaq đó đã tăng 7 lần liên tục 20% Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, đây là những đợt mà Nasdaq tăng 70% Để zoom vào để các bạn thấy rõ hơn Giống như đợt này là 23.5%, đợt này là 22%, đợt này là 43%, đợt này là 28% Nhưng mà chúng ta zoom ra đó, thấy được đây là một thị trường đang downtrend Có nghĩa là trong thị trường downtrend vẫn có thể có nhiều đợt tăng 20% Chứ không phải là cứ tăng 20% gọi là bull market trong thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đâu. Cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta thực sự không biết được là chúng ta đang ở trong xu hướng nào cho đến khi quá trễ rồi. Các bạn thì được là nhìn kính chiếu hậu để chúng ta lúc nào cũng thấy rõ ràng hơn. Nhưng mà trong lúc những điều đó xảy ra chúng ta hoàn toàn không biết được chúng ta không biết được là giá cả sẽ tăng trưởng từ đây hay là chúng ta vẫn sẽ phải đi hàng ngàn một thời gian nữa hay là thậm chí giá có thể là trở lại xu hướng đi xuống một chút nữa nhưng điều đó cũng không quan trọng đâu cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó là chúng ta không nên tại vì hôm nay giá tăng ngày mai giá xuống thì cái tâm lý các bạn lại trao đảo mà điều quan trọng hơn đó là các bạn đã có một cái dự tính như thế nào đối với thuần đó thì hiện bây giờ thuận vẫn tiếp tục tích lũy mà thôi thuận tích lũy hôm nay hôm qua cũng như vậy ngày mai cũng như vậy và tháng trước cũng như vậy tại vì đây là thời điểm mà thuận tích lũy thường không biết được là giá cả trong thời gian 4 tuần 8 tuần sẽ ra sao nhưng mà đối thuận không quan trọng tại vì đây là thời điểm tích lũy và khi nào phù hợp thì sẽ chia sẻ thời điểm chút lời đối thuận chỉ có hai thời điểm đó mà thôi một là tích lũy hai là chút lời còn về thị trường thì họ sẽ có xu hướng riêng của thị trường lên lên xuống xuống hàng ngày thuần cũng không có quan tâm nhiều ở thời điểm này tại vì đây là thời điểm tích lũy của thuần tại vì thuần quan tâm đến xu hướng dài hạn nhiều hơn nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Đồng hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat nay đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay giống như là đây là cái thuyết được chia sẻ bởi Bitcoin Magazine thì đây là lấy cái ngày hôm qua nghĩa là ngày 10 tháng 8 đó trong những năm trước đây từ năm 2011 tới bây giờ thì các bạn thấy đó là bên trên này là giá thì để cho nhìn rõ hơn đó chứ nếu không là những thanh này nó sẽ dài và những thanh nó rất là ngắn cho bạn khó thấy thì cái biểu này nó đã chỉnh lại giống như là từ 10 đô tới 1.000 đô rồi tới 100.000 đô các bạn thấy được là khoảng cách đó, nó bằng nhau tại vì họ làm cái gì để cho dễ thấy thì các bạn đã thấy được đó là giá của BTC không phải lúc nào cũng tăng nhưng mà nhìn chung đó là các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng dài hạn là có Chúng ta có thể nhìn thấy được là có những năm như là năm 2011, 2012 đó Thì các bạn đầu tư có thể thấy rất nản Năm này qua năm nọ mà chúng ta thấy được giá cũng như vậy Hay là chúng ta à, nhìn vào năm 2014 đi Các bạn mua ở mức giá là 591 ngày 10 tháng 8 Rồi 2 năm sau giá cũng như vậy 591 đô Các bạn cũng có thể nghĩ tương tự à, Chúng ta nhìn bên dưới này là năm 2019 Các bạn mua ngày 10 tháng 8 giá 11.000 và Ngày 10 tháng 8 năm 2020 giá của 11.000 các bạn cảm thấy là nản, thậm chí có một số năm đó giá không tăng mà còn giảm. Giống như các bạn vào thị trường vào năm 2014 đó là các bạn mua mức là 591 rồi một năm sau các bạn lại bị mất đi phân nửa giá trị chỉ còn có 266 đô mà thôi. Cũng tương tự các bạn vào năm ngoái đó là thời điểm này là giá 45.000 bây giờ còn có 23.000 mà thôi thì các bạn đã mất đi gần như là phân nửa giá trị rồi Nhưng mà nhìn xa hơn đó các bạn mới thấy được là giá cả của BTC đã xu hướng là tăng trưởng sau đó là có một cái đợt điều chỉnh mạnh rồi sau đó có một thời gian tích lũy rồi sau đó lại tăng trưởng mạnh các bạn thấy được là nếu như mà các bạn nhìn kỹ đó có những thời điểm như là từ năm 2012 đến năm 2013 đó là từ 11 đô lên tới 93 đô hay là từ năm 2013 tới năm 2000, 2016 đó các bạn thấy được tăng tới 5 lần chúng ta nhìn vào năm 16 tới năm 2017 đó thì từ 500 đô đã tới 3.000 đô rồi từ 17 tới 18 đó là từ 3.000 tới 6.000 đô rồi các bạn thì là cứ tăng lên 6 tới 11 000 đô rồi 11 ngàn tới 45 ngàn Và chúng ta cứ tiếp tục thấy cái xu hướng của BTC đã dài hạn là như vậy trong thời gian là 10 năm qua Thì đương nhiên 10 năm tới ra sao đó thì nhận định mỗi người mà thôi Nhận định chú Thuận đó thì Thuận vẫn tin tưởng là giá của BTC sẽ tiếp tục và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 10 năm tới đây Và lý do tại sao thì nhiều bạn cũng đã hiểu rồi Thuận đã chia sẻ khá là nhiều Và hôm nay cũng có một số những thông tin Tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn Nhưng mà điều mà thường quan tâm nhiều nhất đó Những bạn nào mà mới tham gia thị, trường này đó Thì một trong những điều mà các bạn cần phải quan tâm đến Không phải là những thời điểm mà giá tăng lên tới đỉnh Rồi nó giảm xuống 50% Đó không phải là những điểm mà thường quan tâm Những điểm mà thường quan tâm đó là những cái điểm thấp nhất Giống như chúng ta đã thấy được là Năm 2016 khi mà giá BTC tăng lên tới 1.200 đô Khi mà giảm xuống đó, mức thấp nhất là 500 đô Rồi lại có được một cái sự hỗ trợ đi hàng ngàn một thời gian dài rồi lại bùng nổ tăng lên tới mức 20.000 đô năm 2017 rồi lại giảm xuống còn 3.000 đô năm 2018 thì cái mức thấp nhất đó đã nâng lên theo thời gian giống như chúng ta đã thấy được là cái mức thấp nhất cũng đã được, được nâng lên À, trong cái thời điểm gần đây mức thấp nhất chúng ta thấy là 17.000 đô thì vẫn rất cao so với cái mức 3.000 đô năm 2018. Cái đó là điều mà các bạn muốn thấy đây là dấu hiệu của một thị trường trưởng thành, dấu hiệu của cộng đồng ngày càng đông hơn. Có những lúc nào đó khi mà giá tăng trưởng sẽ thu hút được rất nhiều người vào trong thị trường này nhưng mà mỗi lần mà giá đi xuống thì rất nhiều người sẽ rời khỏi nhưng mà một số người mới khi mà tham gia họ sẽ ở lại và những người mà đã tin tưởng theo này họ đương nhiên sẽ tiếp tục ở lại rồi và cái số lượng người đó sẽ tăng theo thời gian. Đó là cái mà chúng ta thấy được ở đây và đó là cái căn bản lòng tin dài hạn của thượng về thị trường này hiện tại và đương nhiên hôm nay chúng ta cũng có một số những cái thông tin lớn như là chúng ta thấy được là BlackRock đó đã đưa ra thông tin lớn thứ nhì trong thời gian ngắn đi qua crypto chúng ta đã biết là cách đây vài ngày đó thì BlackRock đã đưa ra thông tin là họ sẽ hợp tác với lại Coinbase để cho khách hàng của họ có thể mua Bitcoin thông qua Coinbase bây giờ đó BlackRock đi thêm một bước nữa đó là họ sẽ đưa ra một cái quỹ đầu tư quỹ đầu tư này đã chỉ dành cho những cái khách hàng đầu tư công ty mà thôi không phải dành riêng cho những người như là thuần mà các bạn không phải là những người bình thường có thể đầu tư được nhưng mà cái quỹ đầu tư này đó sẽ đầu tư trực tiếp vào trong bitcoin chứ không phải là thông qua bất cứ một cái quỹ đầu tư nào khác hay là thông qua một cái công ty lưu trữ bitcoin mà đầu tư trực tiếp vào trong bitcoin đây không phải là một cái bitcoin etf tại vì đây không phải là một cái quỹ đầu tư mà các bạn có thể là lên trên sàn chứng khoán để mà mua mà chỉ dành riêng cho những khách hàng thương mại của họ mà thôi chứ tại sao họ lại muốn đưa ra quỹ đầu tư này hiện bây giờ thì họ nói là cho dù chúng ta thấy giá cả đi xuống đó nhưng mà cái sự hứng thú đến từ các khách hàng của họ đã liên quan đến crypto và liên quan đến blockchain đó rất là cao nhưng mà đặc biệt hơn đó là khách hàng của ngân hàng đầu tư blackrock đó họ chỉ hứng thú bây giờ nhiều nhất đã đối với bitcoin mà thôi thì bitcoin đó là cái đồng lâu đời nhất là cái đồng vốn hóa lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất cho nên những cái tổ chức đầu tư đó là họ quan tâm đến bitcoin hiện bây giờ và BlackRock nói là ngoại chuyện này ra đó thì BlackRock cũng đang ủng hộ để có thể cải tiến việc đào Bitcoin để Bitcoin có thể đào dùng năng lượng sạch hơn. Thì điều các bạn nên hiểu đây đó là BlackRock là một những công ty rất lớn. Các bạn thấy được là đây là công ty đầu tư lớn nhất thế giới. Tổng cộng họ đang quản lý là 8.5 nghìn tỷ. Không công ty nào bây giờ quản lý nhiều tiền hơn là BlackRock hiện tại. Cho nên việc mà BlackRock tham gia vào thị trường này đó là một trong những điều rất được quan tâm đến hiện tại. Nếu như BlackRock nói cái thằng của họ đang quan tâm đến crypto thì đương nhiên những công ty khác họ sẽ nhìn về crypto với một cái ánh mắt khác rồi đương nhiên các bạn có thích BlackRock hay không đó là chuyện của mỗi người mà thôi tại vì BlackRock đây các bạn đã biết là một trong những công ty mà cũng có cái sự thao túng thị trường rất lớn nhất là liên quan đến thị trường bất động sản của Hoa Kỳ nhưng mà nói chung đây cũng là một cái bước tiến tới tốt cho thị trường này chúng ta thấy được là sự hứng thú đến từ những công ty đầu tư lớn đó, liên quan đến crypto ngày càng tăng lên và nhất là đối với bitcoin đây là một dấu hiệu cho thấy là bitcoin đã được chấp nhận trong giới đầu tư ngày càng dững chắc hơn và đây là thông tin lớn nhất liên quan tới bitcoin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngoài chữ này ra đó chúng ta có thể thấy được là một trong những yếu tố dẫn đến là phần trăm lạm phát giảm trong cái tháng 7 mới đây đó chính là giá xăng đã giảm thì chúng ta có khả năng thấy giá xăng tiếp tục giảm hay là không nữa thì có một bài ở trên CNBC thì muốn chia sẻ với các bạn à, bài này nó chia sẻ là hiện bây giờ đó nếu chúng ta tính trung bình giá xăng ở Hoa Kỳ đó thì đã giảm xuống dưới 4 đô la một galon à, bây giờ đó chính xác hơn đó, là trung bình là 3.99 cent cho một galông thì đương nhiên đây là cái giá trung bình của toàn nước Mỹ rồi, tùy theo các bạn ở đâu, nếu như các bạn ở quận Cam, ở à, Cali đi, thì giá xăng đó vẫn là gần 5 đô la hiện tại chứ không phải là cái mức thấp như vậy. Nhưng mà nói chung, nó xu hướng của giá xăng đã giảm từ ngày 12 tháng 6, từ hơn 5 đô la đã giảm xuống dưới 4 đô la hiện tại. Thì giá xăng thực sự đã giảm, thì tại sao giá xăng giảm? Thì một trong những lý do đó, bài viết này đưa ra là có những lý do như sau thứ nhất đó là có thể là nhiều người bây giờ họ cảm thấy giá xăng tăng thì họ lại không có muốn uh, đi chơi nhiều nữa họ không muốn lái xe nhiều tại vì họ không có muốn trả tiền xăng cao có thể là họ đi làm uh, có thể là họ đi làm chung như một người khác chứ không phải là đi hai chiếc xe riêng lẻ điều này uh, sẽ dẫn đến là nhu cầu của xăng sẽ giảm xuống dẫn đến là có hiệu ứng là giá xăng cũng sẽ giảm xuống thứ nhì nữa đó là có một số tiểu bang họ cũng đưa ra những cái chiến lược giống như là giảm cái phí thuế cho xăng một thời gian ngắn để có thể là giảm giá xăng như thường đã từng chia sẻ với các bạn thêm vào đó đó là giá xăng tăng cao bây giờ đó là có thể là cái hiệu ứng đến từ cuộc chiến tranh giữa nga và ukraine và để có thể là chống lại cái sự thiếu hụt xăng dầu đó thì chính phủ của tổng thống joe biden cũng đã đưa một số lượng dầu lớn từ ngân khố để có thể là tăng cái nguồn cung lên để có thể là quản lý giá xăng được và ở bên của tổng thống Joe Biden cũng nó đã nói là sẽ làm tất cả những gì có thể để giảm phần trăm lạm phát nhất là chúng ta đang tiến dần đến cái tháng 11 bầu cử nhiệm kỳ thì đương nhiên không có gì mà tổng thống Joe Biden bây giờ muốn hơn đó chính là phần trăm lạm phát phải giảm xuống bài viết này đó ý nói là khả năng cao không phải biết tương lai nhưng mà khả năng cao đó là chúng ta sẽ tiếp tục thấy giá xăng được quản lý tại vì đó, đây là một trong những cái tiêu đề rất quan trọng cho cuộc bầu cử nhiệm kỳ tháng 11 này nó gắn liền với lại chính trị của hoa kỳ cho nên khả năng chúng ta sẽ thấy được là giá xăng được quản lý đó chính là điều mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn hy vọng đây là sự thật chúng ta sẽ thấy được là phần trăm lạm phát của tháng 8 này cũng sẽ tiếp tục có cái sự suy giảm Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a